Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft, nhưng mà chúng ta sở hữu những món đồ siêu siêu VIP và đồng hành cùng với mình đó là bốn thanh niên. Chào mọi người đi nào, các thanh niên ơi. Hello mọi người. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với những cái món đồ siêu VIP các bạn ơi. Và chắc chắn rồi, lại một ngôi làng mới. Đấy các bạn thấy, ui, hôm nay hai anh golem lận. Nhưng mà ngày hôm nay là chúng ta sẽ nghiêm cấm nha. May là chưa thanh niên nào động vào golem. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ gọi là hợp tác với anh golem bạn ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ yêu thương anh golem hết mực. Anh nhờ, trời ơi, chắc chắn là ngày hôm nay em sẽ yêu thương anh. Sao anh lại lắc đầu? Rồi anh phải gần đi chứ. Không, anh không cần, em bắt phải cần. Đấy thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ nâng cấp anh golem lên gọi là tầng cao mới bạn, VIP nhất ở trong Minecraft các bạn nha. Còn nâng cấp như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Đấy nè, đâu nè. Căn bản là nhiều bạn mà anh ơi đừng đánh anh golem nó tội anh đấy. Anh ấy gọi là nâng cấp anh đấy VIP đi thì ok thôi. Trời ơi, các bạn là... thích là được. Đấy. Đấy bây giờ mọi người ui giời, chưa gì mấy thanh niên đã vứt cho mình quá trời đồ gỗ các thứ này. Cứ để anh golem đây bạn ơi. Bây giờ là mình đây. Bên này hình như là có cái mai này. Đấy, ủa đi mai mọi người ơi. Trời ơi, lang thang đấy nữa. Ờ, xuống đây có gì không? Ui, có bốn sắt này núp. Ui, dưới này đầy sắt này. Được, để núp tần anh golem. À, quên mất. Tần anh creeper bạn ơi. Tần anh golem. Định nói anh tần anh golem lý của bạn. Trời ơi, sắt kìa, sắt kìa. Mồm thì bảo không, còn tay mà đánh quen golem. Quen thôi, quen thôi. Núp cái này này. Gì ai? Đấy. Ôi, em mới lồm đi, thanh niên là lấy đâu ra, em mới lồm lại chấn lộ Bắc Dân Làng. Nhà Bắc Dân Làng không lấy gì. Trời ơi, bỏ đấy, lúc đào ai dùng đâu. Đây, lúc đào được mấy sắt này, làm lò nung đây, ai làm lò nung đây. Ôi, ôi. Đây, có lò nung chứa than thôi. Đây, đây, thang này, có thang luôn, có thang luôn. Đây, rồi, tính ra sắt là kiếm dễ, nên là chúng ta chỉ cần 9 phôi sắt thôi. Để chúng ta nâng cấp, chế tạo lên một block sắt. Đấy, là mình sẽ... Đá lửa này. Đâu, đá lửa đâu? Đá lửa làm gì? Nhiều sắt thế. Đó, đá lửa làm gì trời ơi. Tôi thì tôi cần sắt cho tôi liên quan đến đá lửa ba. Tào lao ý đao không à. Đâu có cái gì đâu ông ta. Hết rồi các bạn ạ. À, mình chắc là lấy 4 phôi sắt nữa. Đấy cần 3 phôi sắt nữa là lên là được các bạn ạ. À, ở đâu đây này, chỗ đường lên đấy bạn này. Ui chắc ngay gần đây luôn các bạn. Ngó lên cái. Ngay lên ngó lên trời. Trời cao có thấu. Đây thấu đây hay thấu hay không. Tí lên xem nút nâng cấp anh golem mới đẳng cấp này. Đấy. Ok bạn ơi, đã đủ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ úi giời, mình nên xây nhà luôn hả? Đấy. Xây nhà chứ. Ok ơi. Bạn, đấy bây giờ lên là kiếm lại anh golem bạn ơi. Bây giờ chúng ta mới cần đến rồi bây giờ đi lại... quất anh golem đi. Không đi quất. Trời ơi nó mất công gọi là chế. Ở đó anh ơi. À đây anh này rồi. Dễ thôi các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ vứt một block sắt vào chúng ta sẽ được bùm mất luôn block sắt luôn. Trời ơi anh đấy cơ bắp hơn không bạn thấy không? Ôi ôi. Và anh đấy đã hợp tác với bọn mình rồi. Trời ơi. Nào, đi, em tay to à. Không, anh đấy bây giờ các bạn thấy điều gì khác biệt không? Anh đấy đi đâu là phá làm phá xóm này, đấy. Này, tao anh thấy hình như tay thon hơn hay sao ấy. Thon cái gì đấy? Tay to hơn, tay đế hơn nữa. Tay to hơn nhìn xem. Nhìn anh đấy đúng để gọi sẵn là nứt ngôi nhà đấy. Đúng rồi, cho solo với anh này đi. Đúng rồi, cho solo với anh này đi. Đâu, hai anh solo á. Đó, thử hai anh solo không? Thôi. À, ừ đúng rồi, tay to hơn. Rồi, đừng coi chừng lũng cái nhà nè, rồi, luôn, đó, rồi, đó, xong. Anh đấy hợp tác của chúng rồi. Ta, ui, nhiều bánh thế. Đã, lầm lầm. Ok, à, thế này, lũng anh đấy. Đây, để mình gọi là chui xuống dưới này các bạn ơi. Ui, đây, xuống dưới này, anh đấy TP theo mình các bạn, yên tâm, không phải lo. Rồi, anh đâu rồi? Anh trên này đúng rồi. Anh vẫn trên đấy à? Bên chúng ta anh phải chui xuống được cái hang từ từ, lúc phải dẫn anh đi từ từ xuống cái hang đó. Đâu? Đào thẳng xuống đi, dưới này có cái hang động to lắm. Hang động to lắm à? Ui, đây, ôi ôi. Rồi xuống chỗ bi rồi xong đi. Rồi ông thanh niên lại đánh anh đấy rồi trời ơi chứ... anh ấy tự đánh em ấy đúng không em không làm gì luôn anh xuống vậy. Ủa sao anh này đứng có khả năng gọi là vô hình vậy. Ok á có khả năng vô hình à đúng rồi xuống đây đi cho anh TB xuống rồi kìa đúng rồi coi chừng rồi đi rồi đúng rồi đi rồi đây anh đây đi rồi rồi xong đâu tới nhá để nút thử TB vanh xem anh đấy có đi không mọi người đứng đây để nút thử TB vanh à. Ô đi rồi đi rồi ui đứng ngắt luôn hay quá anh ơi đấy ok. À, anh này có kháng lửa không đấy? Trời ơi. Này, cho anh cái nào à? Cái gì đấy? Đây, để núp qua đây. Anh đi qua đây, tới nha. Đây, để mình có cách bạn này. Đấy, mình sẽ đủ anh đấy. Đi anh đấy. Anh ơi, đi. Đi ơi, kia đào đi. Đấy, đi ơi, khỏi anh đào luôn. Đào đi anh. Đằng sau kìa. Trời ơi, mấy thằng mất rồi. Trời ơi. Đây, anh đào đi.
Anh đi 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 qua đây đây đây. Thôi thì tôi đúc đủ anh cô Lem đốn đi. Đúng anh cái kiểu lái xe nhá. Vậy vậy vậy. Ổn 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 ổn. Anh này thì được cái là mới học phá làng rồi anh ấy hơi bỡ ngỡ, bạn thông cảm. Sao mà ngỡ thấy không? Thấy anh mặc under luôn kìa đúng không? Bỡ ngỡ. Under như cái cơ. Tầng này tầng bao nhiêu đấy? Có liệu có kinh khủng đây. Trời ơi, anh cục chờ. Tầng này tầng 11 rồi. Tầng 11 rồi, đây kinh khủng. Ok. Tầng này tầng 1 rồi. Thấy đâu bạn rồi, nãy giờ tôi. À đây, ê, ô, đây kim cương chúng ta cần 10 block kim cương cơ. Ui giời, anh chạy kìa. Anh hơi chạy anh phải anh phải đi em chứ. Đấy, đây 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 đây. Đây tiếp anh ơi, đây. Ờ kim cương này, kim cương này. Luôn chứ. Anh đi thấy kim cương anh đi né mà là. Anh đi, anh phải nghe lời em chứ. Tại anh không nghe lời. Phải chịu bọn em chứ. Anh không nghe lời em cho anh ăn hẳn một cục sắt rồi mà anh không nghe lời nữa thì tôi đấy. 18 viên thôi. Đây 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 đây. Đủ rồi. Đủ đây đấy đây. Để Zeno đi tìm cái dây. Ôi sao anh quẹo rồi. Quẹo rồi đi đâu anh. Đấy bạn thấy không, những nát luôn. Nhớ nhà đúng rồi, nhớ bao nhiêu rồi, 18 viên à. Chúng ta đã có 2 block rồi bạn ơi, chúng ta cần 8 block nữa. Tổng cộng là 10 block để chúng ta nâng cấp lên level tiếp theo bạn. Đây mới là anh Golem tập sự thôi, mày thông cảm. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, đi bụi đây. Sợ rồi. Ôi đúng rồi, đến xuống hiểm tầng đó đúng rồi. Thanh niên là đào xa ra, đào chạy sang tít bên kia đào cho núp ở xuống gần bếp óc đi xong rồi để núp TP qua để anh ấy TP theo. Trời anh ấy lúc lúc này ồ hai bạn đấy. Ui rồi đúng rồi anh là nhất để em gọi là lủn mông anh đi. Anh này hơi non nha bạn nha, anh này hơi... Ui dưới đây có mấy con sờ lam luôn đúng không ạ? Chưa, ai đào chưa? Ai Zeno xuống rồi, xuống bếp đắp rồi. Ok, TP Zeno bạn ơi. Rồi. Ôi, em xuống địa ngục rồi đúng không? Ok, anh đi đâu rồi? Đây, đằng rồi, sau này. Ờ, đúng không thấy anh đấy ta. Đây, Zeno đây. Thấy nè. Ok, thế mọi người đủ đi, đúng không thấy anh đấy đây, đây. Bạn ơi. Đây, block vẫn dụng nè. Rồi không? Chắc chắn là nút đã bị anh dán mắt rồi. Tà, luôn chứ nút không thấy anh đấy này. Lúc thử tôi sát đi. Đâu mình kêu anh đi đâu á. Anh kêu là anh về theo đấy. Kêu anh đi đây à. Có chết giả rồi, thế làm nào. Núp lưu điểm hồi sinh đây. Ờ đúng rồi, đúng rồi. À lưu điểm hồi sinh đây à. Ok bạn ơi, để mình xem là. Hà luôn chứ. Đấy, chúng ta sẽ chết đi. Đâu. Rồi, anh đơ như cái cơ luôn. À đây, thấy rồi, bật điện lên, tôi thấy rõ. Đi tiếp vào đây, đi tiếp vào đây. Lại thấy rồi. Hà luôn chứ, cuối cùng đã thấy. Đấy, núp được 3 viên kim cương rồi. Uầy, ít cũng phải được chắc là. Đi sang 11 rồi nhá. Đây, lúc em năm viên. Ngon ngay nhức nát này. Ê, anh quay lại đi anh. Anh kìa, khó okay, bảo thật sự chứ. Thả lúc chứ anh phải chịu em chứ. Ôi đây 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 kim cương rồi. Nhà theo. Ôi, chết thở luôn rồi anh quẹo quẹo qua đây đúng rồi, quẹo quẹo qua đây. Đâu anh đứng im đây rồi. No, quẹo qua đây cho anh đứng đây. Quẹo tiếp, quẹo tiếp. Qua đây đi anh ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ổn như góc này, ổn như góc này này, góc này có là ba đâu. Ơn trời anh đấy đây rồi. Đâu ai múc nước qua đây cho anh tắm coi, nóng quá. Đây đây. Ui, nó có 9 viên rồi. Nó có block kim cương rồi này. Nãy giờ anh có 31 viên rồi. Ui. Tắm chưa? Ố, tính là múc nước của mình rồi. Đây đi. Anh không cần tắm. Anh đi. Rồi, ơi, đến một tí. Gì sáng sáng vậy? Đây. Chúng ta cần tổng cộng là 10 block kim cương lận cơ bạn ơi. À, xả lối chứ tôi đi đào tạo anh này làm. Ủa sao anh lên trên rồi? What? Ai biết được đâu. Đào tạo anh này làm đồng minh của mình mà khổ thế đấy các bạn thấy không? À, đây rồi. Ồ, đây rồi, đây 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 đây. Đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Rồi, ok, được bao nhiêu rồi? 15 rồi. Mình nghĩ là mình ngủ rồi. Zeno PCL như kiểu làm lính cứu hỏa nhở. Em được mấy công 31 này. Ok, vứt hết đây xem đủ chưa nào. À Nung nghĩ là phim chiếu à. Ui. Ấy, chết giỡn rồi. Đúng rồi, 8 cục.
Đâu, ok, 58 này. Ú, 7 5 5. Đâu, vứt vứt nước mọi người đây. Rồi. Ok, lúc nào 7. Ú, đâu 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 đâu. Anh nhiều, 17. Úi giời. Nhưng đắt. Ơi, chúng ta còn thiếu một block nữa. Đi. Cái nút qua đây. Đây. Đẩy, đẩy, golem đây. Đẩy đi. Trời ơi, bạn. Ôi sao sao lại đẩy lava bên đấy. Cầm nước sẵn. Đây. Cứu hỏa. Giờ chỗ này hình như hết đi rồi mọi người ơi. Mọi người cứ bị lạng lạng như thế nào nhỉ? Đây. Lượn liền. À, cái gì đây? Đào đi. Ok à. Cái sau chết rồi. Thêm một lần nữa là lúc kia đu đủ rồi đấy. Quay xe luôn rồi. Trời ơi, xem là đủ chưa? Đây, thiếu 9. Ê, đây, bên này, ngay bên này có kim cương ngay. Đào nút bên này đi. Ai đào trên đấy đi. Rồi, ok. Đây, nút có 11 viên ở đây rồi. Tính ra là, úi, chết giả nhầm. Đây đúng một cục lúc ạ. Đây, bánh có 3 viên này. Ok, 3 viên ở đâu? Ui, chúng ta vẫn còn thiếu. Đây. Tính ra chúng ta còn thiếu. Đây. Thiếu 3 viên nữa. Trời ơi, đây, quá luôn. Ngay góc này nè. Góc này chưa đi nè. Đây các bạn này. Làm liền anh ơi, liền luôn. Ui. Ui anh cứ bị tưng tưng lên nhỉ. Đừng nhảy nữa anh. Trời ơi, tính ra là ủa? Ờ sao lại thông qua bên này rồi? Đi rồi. Thông rồi. Đi một vòng cuối cùng quay về chỗ cũ à? Vô lý vậy. Đây rồi. Đây. Chỗ này em nghi chuẩn bị có kim cương nè, 3 2 1. Ui. Qua đây anh. Anh qua đây anh. Đi đúng đường anh ơi. Đúng đường. Sao đấy giờ chưa lấy kim cương? Một chút nữa thôi anh ơi. Ta lúc thì mới đầu nhiều kim cương bây giờ hết rồi. Anh ơi cho em xin 3 viên nữa thôi. Anh làm ơn anh hợp tác đi. 3 viên anh ơi. Ta anh lì đòn đây. Hợp tác đi anh. Rồi luôn. Anh không hợp tác là em lụm sắt á. Rồi không. Em lụm hai cái tay lại giờ. No. Kiếm trời ba. Ơi kiếm ba quá luôn hả, không có được đâu. Ngoài rồi anh không về với Núc luôn rồi. Núc ơi không có ai ở đây. Đây giờ này, anh đi về ngay. Đủ tiếp. À, bắt anh đừng quẹo qua đây, đừng quẹo qua đây. Anh đi kiếm cương đi nhanh, không thì em bỏ anh lẹ. Ok bạn này, bỏ vô sọt gác giờ. Nướng. Ui đi đấy các bạn, đâu kiếm 3 viên kim cương rồi, giờ này khó khăn ra ba luôn. Chưa thấy khó gì. Ui dạ. Nó tự đi đào. Không cần tự đào. Không ai cô Lem à. Thôi tự mần luôn đi. Đây. Chưa thấy này. Sao sao. Ơ đây. Tiền vài. Chưa cần luôn à. Đúng. Vừa mới hù cái là sợ liền. Nhưng nát liền. Ok bạn này em nâng cấp là thả luôn như. Đây chúng ta. Anh không leo tường được. Đừng có đào nữa anh. Anh đào rồi. Anh nhận lấy. Nghĩ được rồi anh ơi. Lấy vật của em để anh. Con cầu nó cũng muốn nhận ôi đâu. Ui dồi ôi. Cái nửa sắt nửa kim cương. Đã rồi. Ôi mẹ bị lai. Ta lấy cô Lem đẳng cấp cho bạn ơi. Một nửa gọi là người là kim cương của một nửa. Hai đầu luôn nhá. Đó anh này là hai anh cô Lem kết hợp lại bạn ơi. Nhưng mà tiến hóa chưa đầy đủ. Ui. Này thấy không, nửa kim cương và nửa sắt luôn. Nào chúng ta xem có khả năng gì không. Ui. Anh ấy có kỹ năng lúc điều khiển anh đấy dùng được cái kỹ năng này không phải tủ sở như thế đâu. Ui nhặt đi. Trời ơi nhức nát luôn bạn ơi, vứt hết đống sắt đây. Chúng ta sẽ phải cần đâu đó khoảng đâu nhỉ 100 block Netherite. Oh my god. Wow. Nhưng mà nhanh mà, trời ơi mỗi người 10 block. 100 block. 800. À 900 phôi. Nhanh mà mỗi người đây, lúc nhặt được 2 block à quên mất 2 stack phôi. Anh được 28 block rồi. Ai, ui giời. Nhức nát luôn, em được 1 stack block. À đơn giản luôn bạn thấy không? Trời ơi. Nào, mình sẽ đấy. Ai thiếu thì cứ ra đây. Ui, anh này có mắt laser các bạn thấy không? Mắt bắn ra cái tia có thể phá vỡ. Mắt lé. Rồi, mắt nhanh thật sự. Xin. Nhanh lắm. Đây, nút được bao nhiêu ta? Ấy, chết giả vứt đầm các bạn. Đấy, ok, Netherite với chúng tôi này. Úi giời, no. Nước nát luôn bạn ơi. Đây. Con ngựa nó cũng lụm kìa. Ngựa này thích lượng cho. Đi ra coi. Ok, đi được. Đi anh. Ui, nút được 34 block rồi. Tiếp đi nút. À? Tiếp đi. 40 rồi, 40 chia nhau đủ 100 rồi. Ui giời. Ui, thừa. Bên này này các bạn. Đây, em là 32 rồi.
Đấy, chặt đây, chặt đây. Chặt đây. Đâu, ai ai đủ rồi, đứng vào đây, đây, được có 4, ủi riêng lúc đó được 4 đốt rồi. Ui, sao chui vào người ấy luôn rồi. Ui, 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 nó luôn kìa, quái. Thanh niên này, à, mấy thanh niên này vứt nâng cấp rồi, đúng rồi. Ui, rồi, được, được, thế cũng được, thằng nào cũng... Ui, sao bay à? Mấy thanh niên này là vứt cho mình 100 block tương ứng với cả cái số block chúng ta cần nâng cấp anh đấy. Anh đấy nâng cấp lên level 100 luôn, bạn thấy không? Rồi, đây, đây chính là anh Golem cấp độ 100 các bạn ơi, nhìn thấy khác biết không? Anh này ba đầu luôn. Đi xe biết bay kìa. Nhưng đáng nhẽ phải có 6 tay chứ. Ba đầu. Đầu 6 tay. Ai biết, trời ơi, anh ấy ba đầu các bạn không? Một nửa. Ui, một nửa là sắt này, chân bằng sắt này, nửa bên này trái là kim cương, nửa bên này là gọi là rainbow, các bạn ơi, cầu vồng luôn, chất thật sự bạn. Ủa, nhưng mà anh này có khả năng gì? À, anh này đi đâu là chúng ta, đây bạn thấy không, đi đâu là biến thành block đến đấy này. Nhức nát luôn các bạn thấy không? Trời ơi. Bây giờ hình như là anh này còn có khả năng gì nữa ta? Hình như là lúc nghe rằng là ở nhà đầu mình thử chế tạo một cái cúp xem phải không? Đây, mình sẽ cầm cái cúp và đứng gần anh đấy. Đây chúng ta sẽ luôn. Mọi người được in ra không? Có, chỗ nước nát luôn. Vanh không được. Rồi, em thôi, không được. Sao thì nên video được đấy? Chắc là vừa nãy do video vứt block cho lúc sau cùng xong là thành bay vào người video rồi. À ha. Rồi, chế tạo cúp cúp kim cương đây. Có cúp này. Vào đây. Rồi, nước nát luôn bạn ơi. Để. Đây. In chan. In chan một lần thôi hả? Đây đây đây, cầm cúp kim cương đây. Huy hiệu rất nổi tiếng luôn. Đá đây, đá đây. Ok. 10.000. Bây giờ là chúng ta sẽ phải cần đến 999 gọi là block netherite thì chúng ta nâng cấp cái anh Golem level cuối cùng. Nhưng mà nó nghĩ là nhanh rồi. Rồi, nghĩ được rồi mọi người, nghĩ được rồi. Nghĩ cái gì? Hôm nay chơi game đến đây là đủ rồi. Đây, 180 phút rồi. Đã quá 180 phút rồi. Để núp gọi là vứt hết đồ ấy bạn ơi, chúng ta sẽ hộ nhau. Ui giời, đảo nhanh không các bạn với cái tốc độ này đâu. Ơ anh Golem đâu ấy? Lần này rút kinh nghiệm cho vào Dương đi nhá. Ok ạ. Cho Pixel này. Bạn ơi, cho xin cái cơ hội. Như anh Golem bây giờ lần này từ Pixel rồi. Nhầm Pixel rồi. Lần này là để vào Dương hộ tôi nhá. Để tôi nâng cấp, anh ấy nghe lời tôi đi thời. Với thanh niên này. Vừa lại vứt ra ngoài, đâm lại nghe lời với thanh niên luôn các bạn ơi. Rồi, đào các bạn ơi. Đào đây. Mừng anh em ơi, mừng. Mừng. Ui, đấy, chưa gì nó được 64 block rồi này. Banh được 3 thợ tách rồi. Luôn quá nhanh các bạn này. Nhớ nhá, đừng có vứt ra vội nhá, phải ấy nhá, lên nhớ là phải làm gương. Cho Dương nha, rồi làm Dương để nhá. Phải làm gương, đúng không? Anh Golem này thuộc kiểu là ai cho anh đấy ăn là anh đấy theo anh đấy, người đấy các bạn ạ. Cái video in chan cho nên nó mới. Anh này dễ dãi quá. Rồi, các bạn này đào này. Ui, nhức nát luôn. Đây, nút được. Ui, giờ sắp 3 stack đến nơi rồi. Đấy, nhức nát luôn bạn thấy không? Đại tử của tôi đâu rồi? Đại tử của cho anh đi chơi đây, cho anh đi lại đây để nhiều block coi. Ok. Rồi đi quay lại đây đi. Em dài, em dài không nghe lời nữa rồi. Okay, em dài quá. Thế em dài nghe lời ai? Đâu? Nghe lời thì nghe lời Pixel đấy, nhưng mà em dài thất tình rồi. Vâng, có 6 thất tình rồi. Đấy, đi vẫn nghe lời, đi lại. Trời ơi. 6 stack rồi. Ui, được 3 đấy, thế nó được 2 stack. Được 4 stack rồi. Em 2 stack. Được 999 rồi. Em xin lỗi bạn. Thẻ nó như sao vừa lấy tôi. Rồi luôn. Rồi. Ông chủ bị người Hàn Quốc luôn. Phản rồi. Rõ ràng vừa lấy tôi cho anh nâng cấp anh đến level 10. Bị cướp rồi. Rồi đến level 100 mới đến là phản đấy bạn ạ. Tôi khổ quá. Thay đổi chủ rồi. Rồi, ok bạn. Ui. Nát ngay rồi. Đây, để mình gọi em dai ơi. Đâu rồi? Được 3 stack block rồi. Mọi người được mấy rồi? Em đây 2 stack được 4 rồi. Được 4 à. Chúng ta phải cần mười mấy cơ. Em vanh được 1 2 3 4 vanh được 8 stack rồi. Rồi, thanh niên Pixel đi ra xa đi. Đây, cho lên trên này đây. Đây trên này đấy. Rồi cứ cho anh chui giúp xuống dưới đây. Rồi luôn. Đây này, chui đi lên đây. Đào nhiều anh đấy thôi. Chạy ra đi. Đúng rồi. Anh thấy quốc luôn bạn ơi. Anh này mỏng manh quá đúng rồi. Lên đây rồi. Rồi. Ui. Hợp lý luôn. Đi lại đi. Pixel đi lại để cho anh đi lại. Chạy nhiều vào. Pixel cứ chạy đi.
Ai, trời ơi, vì sao cứ chạy là anh ấy đi là đấy, trời ơi, thế mà. Thanh niên này vẫn còn non các bạn, chưa biết điều khiển anh Golem. Trời ơi, em còn non lắm nhá. Rồi, ok, ui rồi, nhiều block quá, mình chưa nhặt hết các bạn. Đấy, lúc sau được 4 rồi. Nặt luôn bạn này. 3624 là 200. Anh nghĩ là có vẻ là đủ rồi đấy, đủ đấy, lúc này. Đâu, 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 làm xương đi, làm xương ra, làm xương ra. Ta phải tự làm rương đi. À, làm rương đi. À, đâu làm một cái xương to nào. Ai cũng phải tự làm rương thôi. Ai ai ta cầm một pixel đi không? Cái gì ấy, đào tôi lọt hố rồi. Hiên phanh thì đào không nhìn người cả. Cẩn thận nha mọi người, đào ở chừng vỡ bom vỡ cúp đấy. Từ từ thôi. Đào sáng mai rồi, cái cúp núp đào nãy giờ đào hẳn 3-4 stack rồi. Em, sao nó còn một xíu à? Đâu. Vậy là chúng ta sẽ đâu đâu để núp chế tạo cái ấy cho. Lúc chế tạo cái dương cho bạn đây. À đây đây đây, dương này. Đâu, dương đâu. Thế đặt hai cái dương ra coi. Mình đã qua bên đấy các bạn. Đào. Hey. Đếm thử xem à. Ok, cứ đặt hết vào, cứ đặt hết vào. Anh ấy đến đấy. Cái gì ấy? Này, anh ấy đi đến đấy. Đừng có đứng ra đây. Đừng có đứng ra đây. Đi đâu đây, đứng ra đây. Xe đang ở đây từ đầu mà. Ê, ê, lấy lại. No. Rồi, xe ở đây từ đầu mà, trời ơi. Rồi, không, anh ấy đi đâu luôn rồi. Không, đây đây, vẫn còn đây. Vẫn còn mấy stack đây. Ui giời, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À đây đây, anh vẫn nhặt được. 10 đây, lúc có 10 rồi. Ui giời. Rồi, đâu rồi. 10 cái là 640 rồi. Pixel đây có 4 cái. Anh vẫn nhặt được ở đây này. Đâu? Nó không bị mất đâu. Đâu, Pixel tới nha. Đây, đây, Pixel. Làm nào để lấy được bây giờ đây, trời ơi. Pixel đứng yên một chỗ đi. Pixel đứng yên một chỗ đi. Đấy, ok nha, đứng yên đấy nha. Rồi, đứng yên, vứt ra đi, vứt ra. Đấy, nhặt đi, nhặt đi. Non quá các bạn ạ. Nhặt đi, rồi. Ui, đủ chưa ta? Đó, thanh niên này vứt đâu đây à? Mấy thanh niên? Đúng rồi, em còn này, em còn. Đâu, TV đây, TV đây, đâu vứt đâu, vứt đây. Đây. À, đúng chưa? Không. Ok. Ui dồi ôi, nhiều thế này, dư rồi. Thật ra, đúng rồi, đâu. Thánh đào rồi. Đứa tiền à? Đứa tiền, để đúng rồi, núp ra là... Ê, anh ơi, anh một cái ấy à? Ok, em là người cho anh mà, ok. Anh vô lý hết sức nha anh. Anh lẩm đi anh. Cứ đủ à? Thải luôn, anh không thèm lượm mình các bạn. No. Ôi trời ơi, anh còn quấn nút nữa. Ê, để anh đi về lại nào. Đây. Lẩm lại nút ơi. Đây nha, đẩy anh đấy nha. Đây. Ấy, anh ấy nhận rồi, Anh ấy bắt đầu nhận rồi. Anh ấy bắt đầu nhận. Ok. 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 Ai ơi. No. Là không làm gì mà. Thật sự anh ấy khó quá. Ê, ố, gì kìa? Vô lý ơi. À. Quăng hơi quýt lan rồi luôn. Quăng vào đầu anh này nhạy cảm quá hả? Ờ, anh ấy nhạy cảm. Anh bình tĩnh thôi nhá. Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng mà. Ấy. Này mỏng manh quá đúng. Anh bình tĩnh thôi. Rồi. Okay, lâu anh đấy vẫn đây. À, luôn chứ. No. Anh đã bị làm sao ấy. Ah, oh, wow. Trời ơi. Trời ơi, nhớ, người nhớ. Ok. Hình như anh đấy nhớ. Anh đấy theo mình chưa ta? Đấy nhá, đâu. Khổ quá các bạn ơi. Để đấy, thử đi nào. Ơ, anh theo lúc này sao ấy? Ờ, anh đấy nghe lời mình các bạn. Ui, anh đi bắn cái gì ấy? Quái vật à? Anh bắn con gì ấy? À, bắn động vật, bắn động vật. Trời ơi, nhức nách luôn. Con lợn bắn ta. Các bạn thấy không? Anh Golem lần này đã nâng cấp lên level 999 rồi. Và anh ấy có rất là nhiều tay các bạn thấy không? Toàn là gọi là cầu vồng luôn. Đấy. Ui dồi ui, anh ấy bay trên không rồi bạn. Xịn thế nhở? Đấy. Đây là để chúng ta thôi chắc là chế tạo một bộ áo giáp kim cương rồi. Hoặc là chúng ta sẽ đi xuống này ai đây Vanh đâu nhở? Đây này Vanh làm cổng xuống dưới đây đây để núp ra. Đây núp ra đây chế tạo cái ấy đã. Thôi chế tạo cái đồ kim cương các bạn ơi. Xuống đánh rồng. Mang anh Golem và xuống đại chiến con rồng xem như thế nào. Đây anh ơi. Ơ dừng lại anh phá banh cái cổng nha. Không quá sao được. Trời ơi. Anh Golem này chỉ biết đánh nhau thôi. Anh Golem này tầm này là anh không đi biến block đâu. Ai. Mà đúng rồi, hình như có bạn này có một ngay tay sử dụng được rồi, còn nhiều nó đơn. Đây. Không anh này bắn bắn tia laser mà. Đi. Đâu ai. Ui. Ô. Trời ơi, nhanh đấy không đi theo thì phải. Ui, à. Đó, anh đang bắn gì vậy? Đúng rồi, trên bắn bang kìa. Ông ở dưới nó quay đây nè. Sao lúc không thấy đi đâu ta? Đấy, anh ấy đứng ngay cạnh ấy. Rồi, không, ui, đấy. Thằng bị đánh kìa. Rồi, không, tôi lại không thấy đấy đâu các bạn ơi. Núp phải à, đấy, thấy rồi, trời ơi. Ui, ôi. Mình đi sai đấy quá các bạn ạ. Đây. Ui, đánh sát luôn rồi. Ui, nhức nát luôn. Bắn hết luôn kìa. Đúng rồi anh ơi. Ui, ôi, ôi. Anh đi xuống đây đúng kiểu như cá gặp nước các bạn ơi. Đấm mấy con kia không thấy bắn nào. Anh đi anh. Mệt rồi, đúng rồi, anh mệt rồi. Rồi, anh ấy đang tự di chuyển sang ngang này. Đâu? Rồi, mệt rồi.
Anh tự đi ngang như con cua ấy. Đây. Do là con rồng nó chưa xuống dưới. Trời ơi, đây đúng. Để cho con rồng nó xuống dưới, anh đấy đã solo với con rồng bạn này. Ui giời ơi. Mình nghĩ là con rồng nó không có cửa đánh với nhau với anh đấy đâu. Ôi trời ơi. Ui trời ơi. Sắp chết con rồng luôn rồi. Dẫn qua đây, dẫn qua đây. Ok á. Ôi, đứt chết queo rồi. Kìa. Ta vô lý đây. Lúc bị anh bắn trúng rồi. Tiên. Ui giời. Né. Thả mình đỡ đạn con rồng bạn này. Đấy, lùi anh đấy qua đây, bạn ơi. Không thấy anh ấy đâu rồi. Tận bên kia. Anh tận bên kia. Đây. Anh bắn đi anh. Anh bắn rồng đi anh. Thả lúc con rồng này không dám xuống, nó chỉ cần xuống một cái thôi là nó đi luôn rồi bạn. Hồi nó bảo nó bị làm sao ấy. Con rồng này. Thôi, phải ra đây rồng. Chuẩn bị đụng độ rồi bạn ơi. Chuẩn bị đụng độ rồi. Bắn đi. Ơ, sao anh lại không bắn? Anh bắn Enderman không vậy? Mệt quá mà. Này hơi cho ra đây núp con rồng. Đây núp lại cho. Lâu lại bắn quả. Đây à? Đâu ai? Có nên phá em crystal đi ông ta. Cả đâu đúng không? Cả đâu anh đi bắn tầm 3-4 cái con này chết luôn rồi à. Trời ơi, cái điều các bảo là bắn bao cái đấy chết rồi à, con rồng đấy. Ok. Cái nữa thôi. Bắn đi. Bắn đi. Mạnh dã man luôn bạn không? Rồi bây giờ là anh ấy sẽ solo cả con hiệp sĩ này bạn ơi. Úi dồi ôi. Bay cái gì đấy? Con này nhảy cái gì đấy? Múa à? Úi dồi ôi. Múa. Okay. Cuộc chiến của hai con người khổng lồ bạn ơi. Múa này. Múa đi. Múa đi. Con này tính ra là nó đứng ở trên đầu anh Golem bảy sắc cầu vồng của mình luôn. Trời ơi. Quả thanh đao to đấy, cho cầm này. Này cho núp này. Thôi, núp không cần đâu. Núp có rồi. Đúng đấy, thằng này. Các bạn thấy không? Đấy, sẽ ngắm một vòng ngắm anh đấy nha. Xịn thật sự các bạn ơi. Rồi, không. Rồi, anh nhiều tắt. À, cô ấy mất nhiều tay mà không nhiều mắt các bạn ơi. 6 tay rồi. Cô biết bò lên tường núp. Đấy, anh đấy chỉ cần bắn thôi. Và luôn bắt em bay. Nói chung là mấy anh Golem này chúng ta phải huấn luyện dần dần các bạn ơi. Mới đầu anh ấy hơi gà nhưng mà sau đấy anh ấy cũng vẫn gà bạn. Tuy là anh ấy mạnh mà anh ấy vẫn gà bạn. Anh chỉ biết đi ăn mới đi bắn thôi. Trời ơi mệt dã man. Ok thì có lẽ là clip ngày mai đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay là mình đã nâng cấp anh Golem lên gọi là level xịn sò nhất rồi đấy bạn thấy không? Gọi là siêu VIP rồi. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like đăng ký kênh của mình nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người trong nút team ấn đăng ký hộ nha, và đừng quên là comment cái bạn phía dưới. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Ok thì nếu các bạn đang xem video này mà yêu thích mình làm game mini gua và yêu thích game mini gua thì các bạn đừng quên là đăng ký kênh của mình. Đó là một kênh mới làm riêng biệt về mini gua các bạn nha. Thì kênh có tên đó là Nukti Gaming. Đó các bạn có thể là tìm đường link ở phía dưới phần mô tả. Đó chính là kênh mini gua của Nukti Gaming. Đấy các bạn chỉ cần click vào là nó sẽ ra cái kênh của mình. Hoặc là các bạn có thể tìm kiếm ngay bên cạnh kênh của mình. Đây, đó chính là Nukti Gaming. Đấy, hiện tại là đang 10.000 sub hơn rồi. Thì các bạn có thể click vào đây và ấn đăng ký và ấn vào cái chuông. Đấy, để nhận được những thông báo mới nhất các bạn ơi. Ấn tất cả để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video vào lúc 2 giờ chiều nha các bạn. Kênh này dành riêng cho mini gua, thế nên là bạn nào yêu thích mini gua, yêu thích mình thì nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá.